Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay máy móc Minh Trí xin giới thiệu với cả anh em một sản phẩm trong cái chuỗi sản phẩm mà máy móc Minh Trí vẫn đang phân phối, bán rất là nhiều. Đấy chính là máy khoan bàn công nghệ của Đài Loan. Thì cái máy khoan bàn này thì kết cấu như thế nào, cao bao nhiêu, dài bao nhiêu và tốc độ như thế nào thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với cả anh em nhé. Đầu tiên, đây là cái sản phẩm mà khi mà đã lắp ráp xong. Còn nếu như mà chưa lắp ráp thì sản phẩm rất là nhỏ gọn, khoảng tầm từ 15 cho đến 20 cân, có thể lắp vừa cái thùng kia. Cho nên anh em rất là yên tâm nhé, không cồng kềnh đâu. Sản phẩm này ấy, có cấu tạo là cao là 60 phân, rộng 40 phân, ngang là 12 phân. Rất là nhỏ gọn và dễ bề di chuyển. Cân nặng của nó rơi vào tầm từ 15 cho đến khoảng 19 cân nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết của sản phẩm. Đầu tiên, chúng ta có thể thấy là sản phẩm chạy dây cua loa. Đấy. Tốc độ thì chúng ta có thể chỉnh ở đây. Ví dụ như là muốn cho nó nhanh hơn thì chúng ta có thể cho cao đi. Đấy, cho cao nữa. Hoặc cho chậm thì cho thấp đi. Cái tốc độ này ấy, nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái nhu cầu sử dụng của anh em nhé. Đấy. Tiếp đến là cái vô lăng. Cái vô lăng này có cái chức năng là để quay. Đó. Khi chúng ta bấm nút cho motor nó quay thì mũi khoan có thể hạ thấp xuống, nâng cao tùy. Đấy. Cái thứ hai tôi muốn lưu ý với cả anh em là cái này, cái bàn này có thể nâng cao lên được, nâng cao hạ xuống. Đây là thông số kỹ thuật 250W, 220V. Đấy. Anh em có thể nhìn kỹ thông số kỹ thuật, không cần hỏi lại mình nhé. Một điều cần lưu ý của anh em đấy chính là nút on off thì nằm ở bên này. Đây là nút tắt, đây là nút mở. Cái anh em chúng ta quan tâm rất là nhiều, tôi thấy anh em chúng ta hỏi rất là nhiều, quan tâm rất là nhiều, đây chính là có êm không. Ok, thì bây giờ êm hay không thì chúng ta sẽ xem chi tiết. Đấy. Anh em nghe thấy thế nào, có êm không? Sản phẩm này nhá, nó có thể quay được khoảng tầm mũi 0,5 ly cho đến 13 ly. Đấy là mũi khoan nhá. Còn đây. Không này. Tôi dùng cái vô lăng tôi quay tiếp xuống. Chắc còn nữa. 10, 20. 30, 40. Nghe thấy chưa? Thả tay ra này thì nó sẽ quay ngược trở lại. Đấy. Sản phẩm này nhá, máy móc Minh Trí đang phân phối trên toàn quốc. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với cả tôi nhá. Máy móc Minh Trí.com 0915498666. Anh em truy cập vào website là máy móc Minh Trí.com hoặc là fanpage của công ty máy móc Minh Trí. Sản phẩm này bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 1 tháng và sửa chữa trong vòng 1 năm cho tất cả anh em. Tôi nhắc lại nhé, sản phẩm này cao 60 phân, về chiều sâu của nó là 40 phân, chiều ngang của nó là 12 phân. Sản phẩm đựng trong thùng, đựng trong thùng rất là tiện lợi. Đấy, có thể miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với cả bên mình để đặt hàng nhé. Cảm ơn anh em đã xem video. Và hẹn gặp lại anh em ở những video sau nhé.